Tập 22. Chí giao. Khởi kiệu. Đại nhân, ý của đại nhân chẳng phải lấy thời gian thi hành án của Đức Vinh làm điều kiện ép Phúc Tấn giao nộp Thẩm Gia Nam hay sao? Giờ bà ta đã mở lời, sao ngài còn không đồng ý? Đức Minh có vẻ bất bình thường. Không bình thường chỗ nào? Từ khi cậu ta hứa đưa ám hiệu ra ngoài phủ cho chúng ta đến giờ, vẫn chưa làm một lần nào, đúng không? Hình như cậu ta có giao kèo gì đó với Thẩm Gia Nam, hoặc phát hiện ra điều gì đó bất thường. Lẽ nào cậu ta bị Thẩm Gia Nam uy hiếp? Cũng có khả năng. Nhưng Thẩm Gia Nam lấy gì để uy hiếp cậu ta? Mặt sau. Này, quan sai đại nhân, đây không phải đường đến Thuận Thiên Phủ. Muộn thế này Mặc Sầu vẫn chưa về. Cho dù thi đại nhân giữ nó lại thì cũng nên sai người đến báo tin chứ. Mau đứng dậy, mau đứng dậy, mau lên. Trần đại tẩu. Mẹ ơi, cháy rồi. Mẹ ơi, cháy rồi. Trần đại tẩu, cháy rồi, mau ra đi. Trần đại tẩu. Mẹ ơi, cháy rồi. Trần đại tẩu. Xuân sinh, xuân sinh. Trần đại tẩu, cẩn thận đi. Trần đại tẩu, cẩn thận. Trần đại tẩu. Xuân sinh đừng sợ, Trần đại tẩu. Cháy nhà ư? Tất cả đều cháy hết rồi, không còn lại bất cứ thứ gì. Nhà của tôi, gia đình của tôi. Mẹ. Trần đại tẩu, có nhìn thấy người phóng hỏa là ai không? Đại nhân, những căn nhà xung quanh Thiên Thủy Giang đồng thời bốc cháy, có lẽ thủ phạm có kẻ giúp đỡ. Dùng đại nhân, theo phân tích của ngài, liệu có phải hắn dụ thuộc hạ của ngài đi chỗ khác, sau đó mới quay lại phóng hỏa không? Cũng có khả năng ấy. Nhưng nếu thực sự như vậy, thân thủ của kẻ đó thật quá phi phạm.
Thục Lâm tỷ và Xuân Sinh đều đã sợ chết khiếp. Hãy để cho họ nghỉ ngơi trước đã. Được. Bội đi thu dọn phòng để Trần Đại Tẩu và đứa trẻ ở tạm. Dạ. Chúng ta đi thôi. Phải rồi. Mặt sau đâu? Mặt sầu chẳng phải ở chỗ mọi người sao? Sao mặt sầu lại ở đây? Không phải Quỳnh cho người đến nhắn tin Thi đại nhân tìm nó để kết thúc vụ án sao? Ta Quỳnh không gọi nó à? Không có. Không không, Trần đại tổng, bản phủ không sai người đi gọi mặt sầu. Vậy mặt sầu đâu? Suốt cả ngày mặt sầu không về. Mặt sầu biến mất rồi. Đại nhân, kẻ ban ngày lừa mặt sầu đi, buổi tối phóng quả Thiên Thủy Giang, liệu có phải là một người không? Là ai? Đại nhân, chắc chắn là người của Lễ Quận Dương Phủ làm. Chắc chắn họ oán hận đại nhân đã giam giữ Bối Lạc, lại luôn muốn mảnh đất nhà dân nữ. Dân nữ không chịu nhượng, bọn họ lại không đuổi đi được, cho nên cho người đến đốt nhà. Phải rồi, còn thiếu gia đó nữa. Thiếu gia đó thích mặt sầu. Không sai, hắn sợ thiêu cháy mặt sầu nên lừa nó đi trước. Chắc chắn là họ, chắc chắn là người của Lễ Quận Dương Phủ làm. Chỉ có họ mới làm được chuyện này thôi. Đại nhân, Trần đại tẩu phân tích không sai. Chỉ có đức mình có thể cứu mặt sầu. Liệu có phải cậu ta bị Thẩm Gia Nam ép buộc, bất đắc dĩ mới lừa mặt sầu đi không? Thi đại nhân, ngài cũng thấy dân nữ nói đúng, có phải không? Bọn chúng có còn là người không? Còn có nhân tính không? Bọn chúng cố tình không cho ai sống sót. Một lũ vô lương tâm. Nếu chúng tôi không chạy nhanh, chắc giờ đang đợi mọi người đến nhặt xác rồi. Không sao Thục Lâm, ổn cả rồi. Thi đại nhân, nếu lần này ngài còn không bắt chúng lại, mẹ con dân nữ sẽ ăn vạ ở Thuận Thiên Phủ, đợi sự công bằng của ngài. Một ngày ngài chưa trả lại công bằng cho chúng tôi sẽ đợi ngài một ngày. Một năm chưa trả lại công bằng cho chúng tôi sẽ đợi ngài một năm. Thi đại nhân, nếu cả ngài cũng không lo cho chúng tôi, thì mẹ con tôi sẽ chết tại Thuận Thiên Phủ. Đại nhân, tại hạ phải lập tức bẩm báo với Hoàng thượng việc này. Xin hỏi việc này có liên quan đến Lễ Quận Dương Phủ hay không? Hiện tại chưa có chứng cứ chứng tỏ Lễ Quận Dương Phủ có liên quan. Dung đại nhân, việc này có thể tạm thời đừng kinh động đến Hoàng thượng không? Điều đại nhân lo ngại là Lễ Quận Dương Phủ và Thiên Thủy Giang đang có mâu thuẫn. Đức Vinh Bối Lạc hiện đang bị giam tại đại lao của Thuận Thiên Phủ. Bản phủ lo sẽ tạo ra liên tưởng không đúng, làm oán hận giữa hai nhà sâu hơn. Vẫn là đại nhân suy nghĩ chu toàn, dùng an cân nhắc không kỹ, để thuộc hạ thất chức thả mất phạm nhân, vốn định giúp đại nhân phá án, ngược lại còn gây thêm rắc rối. Dung đại nhân nặng lời rồi. Nếu không nhờ thuộc hạ của ngài bảo vệ Thiên Thủy Gia, thì tổn thất không chỉ một căn nhà, mà còn cả mạng người nữa. Đại nhân, tại hạ về trước đây. Cần gì đại nhân cứ sai bảo. Được, đa tạ Dung đại nhân. Đại nhân dừng bước, không tiễn. Phúc tấn, mời Thi đại nhân ngồi. Thi đại nhân, Bạch sư gia. Thi đại nhân có gì chỉ giáo? Có phải Đức Vinh đêm qua Thiên Thủy Giang bị người ta phóng quả? Đại nhân, có ai bị thương không? Ngoài mặt sầu cô nương, những người khác đều bình an. Hiện họ đang nghỉ ngơi tại nha môn của bản phủ. Đại nhân, ý ngài là mặt sầu Đức Minh, còn sao thế? Hiện mặt sầu thế nào? Mặt sầu mất tích rồi. Cô ấy bị người ta lừa đi trước. Lúc Thiên Thủy Giang bốc cháy, cô ấy không có ở đó. Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa thấy tung tích của mặt sầu cô nương. Thi đại nhân, ý ngài là việc Thiên Thủy Giang bốc cháy lẽ nào có liên quan đến Dương Phủ? Bẩm Phúc Tấn, xin thứ lỗi cho hạ quan vô lễ.
Dương phủ và Thuyên Thiển Giang quả thực có ân oán. Hạ quan không thể không nghĩ như vậy. Ngài... Thì đại nhân, việc này thực sự không liên quan đến chúng tôi. Vậy có liên quan đến Thẩm Gia Nam? Phúc Tấn, Hạ quan cho rằng Thẩm Gia Nam trước giờ luôn xúi dục Dương phủ giành mảnh đất Thiên Thủy Giang. Nguyên nhân không hề đơn giản. Có thể mọi người bị hắn lợi dụng mà không biết. Hạ quan luôn cho người giám sát chặt chẽ những người ra vào quý phủ. Mục đích là để bắt Thẩm Gia Nam thẩm vấn, nhưng không thành công. Nói thẳng ra, Hạ quan cho rằng mọi người nhất định biết Thẩm Gia Nam đang ở đâu. Chẳng giấu gì đại nhân, mấy ngày trước quả thực Thẩm Gia Nam có trốn trong Dương phủ. Lộn xót, khoan đã. Đại nhân, đây là lễ quận Dương phủ, không được vô lễ. Dạ, cứ việc lộn xót, không sao đâu. Thì đại nhân, Thẩm Gia Nam quả không có trong phủ. Ta vốn định bắt Thẩm Gia Nam để đổi đức vinh về, nhưng bây giờ, từ khi Ngạch Nương ta từ Thuận Thiên phủ trở về, Ngạch Nương luôn muốn giao Thẩm tiên sinh cho Thi đại nhân, nhưng không thể tìm được ông ta. Ta nghĩ chắc hắn biết điều này, nên đã phóng hỏa đốt Thiên Thủy Giang để báo thù. Nếu hắn muốn báo thù Dương phủ, điều này hạ quan có thể hiểu. Nhưng tại sao hắn lại lừa mặt sầu cô nương đi? Điều này thì ta không biết. Mặt sầu. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, cậu đến cứu tôi phải không? Đức Minh, đệ đến rồi. Đại ca, Ngạch Nương đâu? Ngạch Nương, Ngạch Nương mau đến cứu con. Con không muốn ở đây nữa, Ngạch Nương. Đại ca, Ngạch Nương không đến. Không đến, không thể nào. Sao Ngạch Nương lại không đến thăm ta? Ngạch Nương, có phải Ngạch Nương vào cung rồi không? Thái hậu sắp cứu ta. Vậy là ta sắp được ra ngoài rồi đúng không? Đức Minh, mau bảo bọn chúng thả ta ra. Nhị thiếu gia, cả tôi nữa. Đừng có quên tôi. Cả tôi nữa. Người câm miệng lại. Đồ bán chủ cầu dinh. Nói cho người biết, ta sẽ giam người cả đời. Đừng có hòng ra ngoài. Bối Lạc gia, ngài nói vậy là sao? Nô tài cũng chỉ bất đắc dĩ. Nô tài cũng chỉ vì ngài thôi. Tránh ra một bên. Đại ca, đây là những món ngon Ngạch Nương bảo đệ mang cho huynh. Làm gì vậy? Ta sắp được ra ngoài rồi. Đợi ta được ra ngoài, ta sẽ đưa đệ đi ăn đồ ăn ngon. Đại ca, bây giờ vẫn chưa được. Thì đại nhân nói, ông ta nói cái gì? Ta là Bối Lạc, là hoàng thân quốc thích. Ông ta là cái thá gì? Mau thả ta ra. Người đến không phải để thả ta. Vậy người đến làm gì? Đến để cười nhạo ta phải không? Đến nhìn ta bị nhốt ở đây như một con khỉ, sau đó người ra ngoài cười nhạo ta chứ gì? Không phải đâu đại ca. Sao đệ có thể? Người có thể? Người muốn cướp tước vị của ta đâu phải chỉ mới một hai ngày. Người chỉ mong ta chết sớm thôi.
Đại ca, đệ chưa từng nghĩ như vậy. Chúng ta là huynh đệ mà, tương vị sao có thể sánh được với tình thủ túc. Đại ca cái quái gì? Người coi ta là đại ca thì bảo chúng thả ta ra. Việc này đệ thực sự không có cách nào. Không có cách. Toàn Nhi. Dạ. Người nghe thấy chưa? Đệ đệ của ta nói không có cách. Vậy mau cút đi cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Đại ca, cút đi. Đại ca, Quỳnh có biết Thẩm tiên sinh ở đâu không? Thẩm tiên sinh đã phóng hỏa đốt Thiên Thủy Gia, lại bắt cóc Mạc Sòng. Nếu Quỳnh biết ông ta ở đâu, xin hãy nói cho đệ biết. Đại ca, đừng bao che cho ông ta nữa. Không thể để ông ta tiếp tục tạo nghiệp, không thể để ông ta tiếp tục giết người. Đại ca, nhị thiếu gia, không phải Bối Lạc gia làm khó cậu. Chúng tôi thực sự không biết Thẩm gia nam đang ở đâu. Cậu cũng biết có người ông ta xuất quỷ nhập thần, bay trên trời như đi dưới đất. Thí dụ ở trong Dương phủ, chúng tôi cũng không biết ông ấy trốn chỗ nào, trừ phi ông ta muốn tìm chúng tôi. Nhị thiếu gia, cậu cũng biết điều đó mà. Bối Lạc gia, Bối Lạc gia, dù sao ngài cũng không muốn ăn. Mấy món này ngài cho nô tài đi, nô tài đói lắm. Thật lãng phí, đói quá. Đói chết đi được. Ta là Bối Lạc. Ta là Bối Lạc, không phải là chó. Thả ta ra. Ngạch nương. Đỗ Khang, có tin của Mạc Sầu chưa? Chưa có. Đại nhân điều tra rồi, không phải do Dương phủ làm. Đức Minh thiếu gia cũng không biết Mạc Sầu ở đâu. Mẹ, liệu tỷ tỷ có giống như Thu Sinh không trở về nữa không? Tỷ tỷ sẽ trở về mà. Xuân Sinh, tỷ tỷ sẽ trở về. Nhà bị phá rồi, người không thể. Mẹ thật hối hận. Mẹ không nên giận tỷ tỷ của con. Mấy ngày trời mẹ không nói chuyện với nó. Nếu nó thực sự xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ hối hận cả đời. Đừng sợ. Ở đây rất an toàn. Trên đời này chỉ có người chết là không đáng sợ thôi. Ông bắt tôi đến đây làm gì? Ông mau thả tôi đi. Tôi muốn bảo vệ cô. Để tôi lấy chút gì cho cô ăn. Tôi không muốn ăn gì hết. Rốt cuộc ông tìm tôi làm gì? Đợi vài ngày nữa tôi làm xong việc, tôi sẽ để cô rời khỏi đây. Từ giờ cô sẽ không phải chịu khổ nữa. Tôi sống rất tốt, chỉ cần ông thả tôi ra. Không thấy tôi, mợ tôi sẽ buồn lắm. Con mụ chết tiệt đó, tính mạng còn khó giữ, làm gì có thời gian lo cho cô. Ông nói thế có ý gì?
Ông nói làm gì mợ tôi? Còn Xuân Sinh, đệ đệ của tôi nữa, ông còn hại chết muội muội của tôi. Đệ đệ muội muội cái gì? Cô chỉ có một người em trai thôi. Ông nói láo. Xuân Sinh và Thu Sinh là đệ đệ muội muội của tôi, họ mới là người thân của tôi. Ông là tên khốn, từ sớm đến tối ông chỉ biết làm việc xấu thôi. Trong mắt cô, tôi chỉ biết làm việc xấu. Tôi chẳng buồn nói với ông những chuyện đó. Ông đưa tôi đến đây để làm gì? Tôi nói rồi, để bảo vệ cô. Tôi không cần ông bảo vệ, tôi muốn về nhà. Nhà của cô bị nước lũ cuốn trôi lâu rồi. Thiên Thủy Giang không phải nhà cô. Sao ông biết? Rốt cuộc ông có quan hệ gì với gia đình tôi? Ông là ai? Mẹ cô có kể với chị em cô về cha cô không? Tại sao lại không kể? Tại sao? Mẹ tôi nói cha tôi... Cha cô làm sao? Nói cho tôi biết đi. Tại sao tôi phải nói với ông? Mẹ tôi nói cha tôi sẽ trở về. Trước lúc lâm chung, mẹ tôi vẫn luôn nói như vậy. Nhưng cha tôi đã lừa mẹ tôi. Không phải, là cha cô về không kịp. Đến khi ông ấy về thì mọi người, tôi và Mạc Âu chẳng sao hết. Chúng tôi chưa từng gặp người cha này, cũng chưa từng muốn gặp ông ấy. Cha tôi bỏ mặc mẹ tôi được thì cũng bỏ mặc chúng tôi được. Tôi và Mạc Âu có người cha này hay không đều như nhau cả thôi. Ông định giữ tôi đến khi nào? Mau thả tôi ra đi. Này, có ai không? Người đâu rồi? Có ai không? Sắp rồi. Đợi một hai ngày nữa, cha sẽ khiến nửa đời còn lại của con không phải lo lắng gì hết. Coi như cha nợ con. Đại nhân, Thiên Thủy Giang bị thiêu hủy, không có ai ở. Ngài xem có cần tại hạ tiếp tục phái người đến trông chừng không? Dùng đại nhân, bản phủ đang nghĩ, hiện giờ Thiên Thủy Giang không có người ở. Nếu muốn tìm thứ gì ở đó là rất đúng thời điểm. Ngọn lửa đốt Thiên Thủy Giang, bất luận có phải của Thẩm Gia Nam hay không, thì người phóng hỏa chắc cũng có ý đồ này. Thanh Y, cả sư gia nữa, hai người tìm kiếm cho thật kỹ nhé. Khoan đã, đại nhân, hạ quan cũng muốn đi cùng. Tốt quá, đông người càng dễ làm việc. Không, không được làm phiền Dung đại nhân. Dung đại nhân, ngài không đi được. Tại sao? Vì người trong nha phủ đi lo việc cả rồi, ở nhà không có ai. Nếu Dung đại nhân có thời gian thì chăm sóc đại ca giúp tôi. Dung đại nhân có thời gian ngồi với ta một lát không? Cũng được. Không uổng công tôi nịnh nọt đại nhân bao năm nay. Đi đi. Cô có nhìn ra không? Thực ra đại ca của cô muốn Dung vào cho chúng ta đấy. Bạch Dương, nếu không phải đại ca ta sợ Dung đại nhân nhận ra ngươi không phải thư sinh yếu đuối, ngươi nghĩ huynh ấy có để ta đi cùng ngươi không? Nhìn cái gì? Đừng lười biếng, tránh sang một bên đi.
Thanh Y, ta hỏi cô, cô để ý đến đại nội thị vệ đó thật à? Nói gì vậy? Người muốn làm biến thì tránh sang một bên, đừng cản trở ta làm việc. Cô đừng đánh trống lảng. Ta hỏi cô, có phải cô để ý đến tình Dung An đó thật không? Liễu Thanh Y, nếu cô đồng ý, ta có thể nghĩ đến việc thi lấy công danh để có sự nghiệp đàng hoàng. Ta vốn không ham công danh lợi lộc, làm quan thì càng không. Nhưng những ngày qua ở bên đại nhân, suy nghĩ của ta dần dần thay đổi. Làm quan dùng chính nghĩa để tạo phúc cho dân, không chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết chương hồi, mà là những việc mắt ta có thể thấy, sức ta có thể làm. Dùng dãy giang hồ, tuy tiêu diêu tự tại, nhưng nếu có thể là một vị quan cương chính tạo phúc cho quê hương, chẳng phải cũng rất sảng khoái sao? Cầu lấy công danh làm quan, 3 năm thành tri huyện, bỗng lộc 10 vạn bạc qua, là vì cái đó à? Liễu Thanh Y, cô thực sự nghĩ ta là cái yêu tiền à? Được, hôm nay ở đây không có ai, chỉ có hai chúng ta. Ta sẽ nói rõ cho cô nghe. Bạch Dương, Bạch Dương, ngươi sao rồi? Không sao, chỉ bị ngã dập mông thôi. Hình như dưới này là một cái động lớn. Ta xuống ngay đây. Đừng xuống. Bà cô ơi, cô lao vào ta thấm thiết như vậy, cô phải chịu trách nhiệm với ta đấy. Sao người lắm lời thế? Từ từ thôi. Người bật lửa lên đi. Đây là đâu? Chỗ nào thế này? Không ngờ dưới thuyền thủy giang lại có một căn hầm lớn thế này. Thanh Y, Thanh Y, sao thế? Nhiều bạc quá. Thanh Y, nhiều bạc quá. Mau véo ta một cái. Mau véo ta đi. Là ngươi nói đi nha. Ta không nằm mơ. Không nằm mơ. Có nằm mơ thì cũng không mơ thấy nhiều bạc như thế này. Đây là nơi nào? Sao lại có nhiều bạc như vậy? Đây có phải thứ Thẩm Gia Nam muốn tìm không? Lại sao thế, Thanh Y? Là quan ngân của bộ lại. Cái gì? Quả là quan ngân của bộ lại. Đen như thế này chắc cũng được 20 năm rồi. Bên trên là ấn đợi thuận trị. Thanh Y, muội nói còn có cả hài cốt. Dạ. Nhưng trong đó tối quá, muội nhìn không rõ. Đỗ Khang Đinh Trung. Dạ. Lập tức bao vây thiên thủy giang. Đưa người đưa hết những thứ ở dưới hầm lên. Tuân lệnh. Đại nhân, điều tra được rồi. Quân điều tra được gì? Ta đã điều tra được toàn bộ trong hồ sơ của bộ hình. Thế triều tổ dỡ đê Hoàng Hà, Vĩnh Định, Mai Hà, Hưu Tu, tổng cộng 36 nơi bị dỡ đê. Triều đình khẩn cấp chuyển 50 vạn lạng cứu tế, nhưng chưa qua môn đầu câu, bà cứu tế đã bị cướp. 226 quan binh áp giải, toàn bộ bị giết, ngay đến gia quyến cũng bị hại. Năm đó triều đình mở cuộc truy bắt, tuy bắt được vài tên tay sai nhưng vẫn không bắt được kẻ cầm đầu. 50 vạn lạng bạc cứu tế cũng không rõ tung tích. Nghe nói rất có khả năng số bạc này được giấu gần kinh thành. Thiên Thủy Giang nhất định là nơi số bạc được giấu khi đó. Còn Thẩm Gia Nam chắc chắn là tên cầm đầu bọn thổ phỉ. Hắn thoát khỏi sự truy bắt, ẩn náu nhiều năm, giờ thấy mọi chuyện lắng xuống liền tới lấy bạc. Không ngờ nơi đó mọc lên một hộ gia đình.
Thế nên hắn muốn đuổi Trần Thục Lâm để tiện bề lấy bạc. Thẩm Gia Nam thấy không đuổi được Trần Thục Lâm, liền đốt nhà ép Trần Thục Lâm rời đi. 50 vạn lạng, 50 vạn lạng, 10 đời tiêu cũng vẫn thừa, đúng không? 50 vạn bạc cứu tế này mới là thứ mà Thẩm Gia Nam muốn vận chuyển. Bạc cứu tế nằm dưới hầm sâu, hai người vô tình phát hiện. Nhưng Thẩm Gia Nam đến Thiên Thủy Giang mấy lần mà không phát hiện được, chứng tỏ hắn không biết địa điểm cất giấu cụ thể. Không sai. Thanh đi, bội đi gọi Đỗ Khang về, rút hết người về đây. Mau đi đi. Dạ. Đại nhân, ngài định ôm cây đợi thỏ bắt sống Thẩm Gia Nam. Bà sư gia, hãy sắp xếp tỉ mỉ bao vây xung quanh Thiên Thủy Giang trong vòng 5 dặm. Tất cả đều mặc đồ dân thường, bí mật giám sát, đừng để lộ thân phận, đợi Thẩm Gia Nam tự chui đầu vào rọ. Đại nhân, không vấn đề gì. Về việc sắp xếp người thân thủ của Thẩm Gia Nam rất phi phàm, tại hạ lại không thể công khai ra tay với hắn. Tại hạ nghĩ mời Dung đại nhân đến giúp đỡ. Ta nói có đúng không? Bà sư gia, đường xa biết sức ngựa, vào thời khắc quan trọng mới thấy phẩm hạnh của một người. Cậu có thể chí công vô tư, không nghĩ đến thù riêng, bản phụ rất vui. Vậy tiếp theo ta sẽ đi mời người đến giúp nhé. Khoan đã đại nhân, tại hạ nghĩ Thủy Giang vừa bị đốt chắc chắn khiến mọi người chú ý. Theo đại nhân, liệu Thẩm Gia Nam có xuất hiện vào lúc này không? Có. Hắn không thể đợi được nữa rồi. Ẩn náu bao nhiêu năm chỉ đợi có ngày này. Cho dù chỉ tìm hiểu thực hư, hắn cũng nhất định sẽ tới. Thẩm Gia Nam, bản cô nương đợi người lâu lắm rồi, người mau giơ tay chịu trói đi. Thống lĩnh đại nội thị vệ Dung An phải không? Chính là tại hạ. Người không phải đối thủ của ta đâu. Thẩm Gia Nam, người đang tìm số bạc giấu ở đây phải không? Nói cho người biết, không có phần của người đâu. Thanh Ly, tránh ra. Thanh Ly, cô thế nào? Ta không sao. Đừng để người khác phát hiện, ngươi mau đi đi. Cô nhất định phải cẩn thận đấy. Đi đi. Thế nào rồi đại nhân? Chỉ là vết thương bên ngoài, không sao đâu. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Cô nương cũng thật là, sao cô phải làm tiên phong chứ? Bao nhiêu đàn ông có mặt ở đó, đâu cần một cô nương như cô đi bắt trộm. Ta đã nói rồi, nếu thật sự có chuyện ta sẽ ra tay.
Hơn nữa, tại sao đại nhân phải nhờ Dung Ân giúp đỡ? Chính vì đại nhân biết Thẩm Gia Nam rất lợi hại, đại nhân sợ chúng ta có thương vong. Cô không để thống lĩnh thị vệ thể hiện thì đại nhân nhờ giả vô ích hay sao? Ý tại hạ là đại nhân đã cất lời nhờ giả. Tại hạ sợ ngài bị thiệt. Phải, Dung đại nhân hỗ trợ Thuần Thiên Phủ truy bắt Thẩm Gia Nam. Món nợ nhân tình này chúng ta nhất định phải trả. Đại nhân xem, tôi chỉ sợ ngài nghĩ ngợi nhiều thôi. Cô còn đau không? Nhi nữ giang hồ vết thương nhỏ là chuyện bình thường, không đáng gì đâu. Phải phải, đều tại ta lo lắng không đâu. Suýt nữa tao quên, cô nương là nữ hiệp, không sợ đau. Đại ca, tuy Bạch Dương rất đáng ghét, suốt ngày ham ăn làm biếng, không lo việc chính, nhưng lần này nhờ có Bạch Dương đã thương Thẩm Gia Nam nên bọn muội mới thuận lợi bắt được hắn. Huynh phải thưởng cho huynh ấy đấy. Đúng thế, Bạch sư gia. Bây giờ là lúc cậu được việc nhất, đừng để lộ thân phận. Nếu không, bản phủ tìm đâu ra một sư gia giỏi cả văn lẫn võ như cậu. Chính miệng đại nhân khen ngợi tại hạ đấy nhé. Ngài phải nhớ tăng lương cho tại hạ đấy. Nào, để ta xem giúp cô. Có đau không? 50 vạn lạng. Thảo nào, hắn nhất quyết đòi mảnh đất nhà ta. Đỗ Thúc Thúc, mẹ con cháu có thể về nhà rồi đúng không? Vẫn chưa được. Đại nhân đang cùng bộ lại đưa số bạc cứu tế chôn với Thiên Thủy Giang lên. Thế còn mộ của Văn Cẩn, cả Mạc Ưu và Thu Sinh nữa. Đỗ Khang, họ sẽ không đào đến mộ chứ. Vị trí chôn giấu bạc là ở dưới nền nhà, cách khu vườn nhà sau một đoạn, chắc sẽ không đâu. Thăng đường. Thẩm Gia Nam, năm Thuận Trị thứ 16, 50 vạn lạng bạc cứu tế bị cướp, không rõ tung tích. Ngươi là một trong số những tên cướp phải không? Đúng, chính là bọn ta làm. Ngoài ngươi ra còn tên thủ phỉ nào còn sống không? Không còn. Nếu không, ta đã chẳng đến một mình. Tốt. Này, số bạc ấy đã tìm ra. Ngươi bị bắt tại chỗ, ngươi có nhận tội không? Ta nhận tội. Bạch sư gia, cho hắn điểm chỉ. Ngoài ra, hai tên lưu manh cùng ta đến Thiên Thủy Giang đã bị ta đánh chết, thi thể bị vứt phía sau miếu thổ địa. Thì đại nhân, Thẩm Gia Nam ta kính trọng ngài là một vị quan thanh liêm, dù sao cũng phải chết. Ngài còn gì muốn tính sổ với ta? Ta sẽ nhận hết. Vụ án mạng của cô bé Thu Sinh ở Thiên Thủy Giang, khoan đã, đó không phải là án mạng, mà là ngoài ý muốn. Thẩm Gia Nam ta giết người phóng hỏa không hề chớp mắt, nhưng không đến mức đi giết một đứa trẻ. Tội này ta không nhận. Người nói láo. Cho dù Thu Sinh có bị người giết chết thì cũng bị ngươi hạ độc chết. Khi đó, nếu ta không đồng ý cho ngươi mảnh đất, Thu Sinh đã chết từ lúc ấy rồi. Đừng nhiều lời. Cái ta cần là mảnh đất chứ không phải mạng các người. Nếu ngươi thực sự không nhượng đất, cùng lắm thì ta chỉ bắt nó chịu chút khổ sở, tuyệt đối sẽ không để nó sống sót. Xảy ra án mạng chẳng có lợi gì cho ta hết. Ngươi đã chết rồi, ngươi có giảo biện cũng không trả lại mạng sống cho Thu Sinh được. Ngươi là tên vô lại, là đồ thổ phỉ. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Đồ khốn. Ngươi, ngươi không phải là con người. Thục Lâm, đây là công đường, mọi việc đại nhân sẽ làm chủ. Ông trời có làm chủ thì cũng không trả lại mạng cho Thu Sinh được. Đồ khốn nhà ngươi. Phải rồi,
còn cả Mạc Sầu nữa. Người đưa Mạc Sầu đi đâu rồi? Người mau nói đi. Thì đại nhân, đã hỏi được tung tích của Mạc Sầu chưa? Thẩm Gia Nam, người đưa Mạc Sầu đi đâu? Mau khai thật đi. Thẩm Gia Nam, người nói đi, mau nói đi. Mạc Sầu ở đâu? Nói cho người biết, nếu người dám động vào một sợi tóc của Mạc Sầu, ta sẽ đánh chết ngươi. Thẩm Gia Nam, rốt cuộc Mạc Sầu đang ở đâu?